hắn nhất định phải giết chết Khương Phàm, còn nhất định phải chấm dứt tư thái mà giết chết Khương Phàm. Cho nên, Hạo Diệp thể hiện đột nhiên dữ tợn, hai tay mở rộng về phía sau, phía trên đường vân đen trắng giống như là xà mãng đang nhúc nhích, quấn quanh dây dưa cùng hai cánh. Trong đau đớn tiếng kêu thảm thiết của hắn, hai tay triệt để dung hợp cùng hai cánh, khí thế lại lần nữa tăng vọt, hai cánh âm dương như là đã có được sinh mạng. Đây là cấm thuật hiến tế, tương đương với tế hiến chính mình cho âm dương dực. Bộ thân thể này chính là tế phẩm, giao phó sinh mệnh lực cho âm dương dực, thức tỉnh ý thức. Loại cấm thuật này cực kỳ cường đại, có thể triệt để thể hiện ra uy lực cực hạn của âm dương dực, nhưng tương tự chính là phải trả ra cái giá to lớn, đó chính là sau đó là tiếp tục suy yếu cực độ, và tiêu hao thọ nguyên không cách nào cứu vãn được. Nếu như tính bình thường, tế hiến trong một phút đồng hồ, sau đó sẽ suy yếu nguyên một năm, tuổi thọ càng sẽ suy giảm một năm. Đương nhiên, cái giá lớn như thế, cũng nhất định là bộc phát cực hạn của âm dương dực. Hạo Diệp mặc kệ, hắn vẫn một mực chém giết, một mực phóng thích, hắn muốn ở trước mặt Hoàng Đạo các phương hiện ra thực lực chân chính của Thái Cổ Thần Miếu, chuyện sau đó, Hoàng Kim Thiên Phủ hẳn là sẽ bảo hộ hắn. Ầm ầm, khí tức âm dương như một vòng xoáy quét sạch, bao phủ chiến trường, vùng không gian này nhanh chóng hỗn loạn. Vạn đạo trên thế gian, đều có thể quy về âm dương. Vạn linh chúng sinh, cũng có thể quy về âm dương. Âm dương nhị khí tương đương với có được uy lực rèn đúc trật tự, thai nghén vạn vật, có năng lượng làm sụp đổ trật tự, hủy diệt vạn vật. Cho nên, chiến trường trong vòng phạm vi mấy trăm dặm đã triệt để hỗn loạn. Không gian đang sụp đổ, thế giới đang rối loạn, linh lực sinh mệnh của số lượng lớn cường giả đều giống như bị chịu ảnh hưởng, vô hình nhận lấy trọng thương. Tất cả thánh linh, thánh vương không thể không liên tục lùi lại. Âm dương rực lao lên, giống như là thần linh có được sinh mệnh, nắm giữ quy tắc thiên địa, hoắc loạn trật tự, giam cầm càn khôn. Quá mạnh, mạnh đến khủng bố, mạnh đến tuyệt vọng. Đây chính là truyền thừa cực hạn của thần miếu. Mà lão tổ thần miếu thánh hoàng cảnh, khống chế chính là thái âm thái dương, thật có thể kêu gào thần linh. Một màn này, không chỉ để tất cả hoàng tộc hoàng đạo rung động, ngay cả mạnh bình của âm dương kiếm phái trong thiên kiếm thần tông đều cảm thấy bội phục sâu sắc, diễn dịch như thế này nàng thật theo không kịp, không hổ là truyền thừa của chủ nhân hoàng đạo. Khương Phàm lập tức dừng ở không trung, tỉnh lại ngọc tỷ truyền quốc, lấy quốc vận ra cố thân thể, ngạnh kháng ba động khủng bố nghịch loạn càn khôn này. Quốc vận khuấy động mê quang vô hình, có hàng vạn con dân cầu nguyện, có vương hầu tế trời, có thành trì vòng quanh, có hoàng thành trấn áp. Lấy vạn thế thần triều vô tận quốc vận, trở kháng âm dương nhị khí. Giết! Hạo Diệp phát ra tiếng gào thét khàn khàn, ý thức có chút hoảng hốt, uể oải suy sụp. Đây chính là kết quả tế hiến, bây giờ hắn càng giống như là con rối của âm dương dực. Quanh minh bạo hưởng, âm dương dực đuổi giết Khương Phàm, hư không sụp đổ, đại địa rạn nứt, ngọn núi nát tan, loạn thạch băng vân, loại cảnh tượng kia quá kinh khủng. Âm dương dực tạo nên ba động quỷ dị. Xâm nhập mấy trăm dặm, để đông đảo thánh linh đều lọt vào trùng kích, thần hồn đau đớn không chịu nổi. Các hoàng đạo thương huyền quả nhiên không có kẻ yếu, quá kinh khủng. Tử ngữ yên của Thái Sơ Tổ Sơn không thể không tránh ở sau lưng lão Phật Thánh Vương, tắm rửa Phật Quang, triệt tiêu âm dương nhị khí trùng kích. Dù vậy, vẫn cảm nhận được từng đợt hồi hộp. Hứa Như Lai bên cạnh lão Phật cũng nói, thương huyền không đế, lại uy lẫm thiên khải. Không chỉ là dựa vào thân phận tổ địa. Cho nên thời điểm kiếp trước Khương Phàm thống ngự thương huyền, còn muốn xưng đế, đánh thức tất cả đế quân, liên thủ thao túng, cuộc chiến bách tộc, rung động cổ kim. Oanh! Khương Phàm và Hạo Diệp giết tới cùng một chỗ, không gian lay động, vết nứt lan tràn, đại địa lắc lư, phá thành mảnh nhỏ. Tốc độ và thế công của bọn họ đều cao hơn, mạnh hơn trước đó, chém giết thảm liệt, trùng kích cuồng bạo. Âm dương rực giống như hóa thân khác của Hạo Diệp, lại còn có thể diễn biến võ pháp. Khương Phàm cũng không yếu thế chút nào, tay trái kích phát uy lực thần viêm, tay phải dẫn dắt đại địa tai biến. Chỉ trong mấy hơi ngắn ngủi, mấy trăm hiệp đã đi qua. Âm dương rực đột nhiên khép kín, âm dương giao hòa, bộc phát ra ba động hóa giải tất cả các thế công của Khương Phàm, ngay sau đó hai cánh lại hóa đao, ba động khủng bố trong chốc lát đã khuấy động đất trời, thấm vào linh hồn, sinh tử vạn vật. Trật tự pháp tắc đều sụp đổ tại thời khắc này, hắn tựa như là một sợi sát ý tiêu tan ở giữa không gian, không nhìn đến bất cứ thứ gì, nhưng lại cùng hết thảy chung dung. Trong chớp mắt,
âm dương rực đao bổ về phía Khương Phàm. Đây là đao quang chặt đứt luân hồi, xé rách sinh tử, một khi bị đánh trúng, chắc chắn sẽ phải chết, căn bản là không có niết bàn cơ hội. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, ý thức của Khương Phàm đã cộng minh cùng thông thiên tháp, tháp thể tăng vọt ánh sáng, nháy mắt tăng vọt đến 100 mét, ngạnh kháng âm dương rực đao. Ầm ầm, âm dương rực đao cuồng kích với thông thiên tháp, như là thiên đao lay trụ trời, tiếng vang vô cùng trầm muộn trong phút chốc đã quanh quẩn đến khắp nơi, phạm vi thanh âm ba động cơ hồ đã kinh động đến vạn dặm sơn hà. Ngay sau đó, năng lượng bạo động kinh khủng tuôn ra hơn 500 dặm, không còn bất kỳ một người nào dừng lại. Âm dương rực đao bị cưỡng ép chấn mở, thông thiên tháp cũng ầm vang đi xa. Khương Phàm bị thông thiên tháp đè ép mà tháo chạy, ngực đổ sụp, máu tươi tuôn ra như bão táp. Nhưng, âm dương rực đao nhanh chóng ổn định, tiếp tục gào thét lên chém về phía Khương Phàm. Loại cấm thuật này kéo dài thời gian càng dài, hao tổn đối với Hạo Diệp càng lớn, cho nên dù là một giây đồng hồ hắn cũng không thể trì hoãn. Khương Phàm ngưng tụ hai cánh, bay lên không nghênh chiến. Khi va chạm, trước đó một khắc, hắn đột nhiên gắt gao căng cứng tay phải giơ lên, trong chớp mắt, đại địa cuồn cuộn, như sóng đảo lao nhanh. Sóng chiều tai nạn vô tận phấp phới giữa trời cao, hiện ra tràng diện một mảnh đại lục lún xuống, đại dương mênh mông chảy ngược tai nạn, cây rừng bên trong hoang vu, nham thạch phong hóa, dung nham ngập trời, chúng sinh gào thét. Ầm ầm, âm dương nhị khí ngạnh kháng với sơn hà đại tai. Đất trời lay động, không gian sụp đổ, trật tự pháp tắc đều đang vặn vẹo, bạo tạc kinh khủng ngay sau đó lại điên cuồng tàn phá bừa bãi, cuồn cuộn khắp dãy núi. Như là muốn chôn vùi hết thảy mọi thứ ở xung quanh. Đây chính là trận chém giết chân chính của Thánh Vương, động một tí là trăm dặm hoang vu, ngàn dặm hoắc loạn. Khương Phàm càng đánh càng mạnh, không để ý tiêu hao mà tùy ý bộc phát thực lực, bằng vào huyết đan không ngừng liên tục bổ sung, chính diện chém giết cùng vị chủ nhân hoàng đạo cường hãn cao ngạo này. Cơ thể Hạo Diệp gầy gò rõ đến mức mắt trần đều có thể nhìn ra, nhưng hai cánh lại càng ngày càng huy động mạnh. Lần nữa hiện ra bí thuật cực hạn. Một tiếng oanh lớn, Hạo Diệp uể oải giống như là đột nhiên thức tỉnh, ngẩng đầu giống to, hai mắt âm dương lưu chuyển cường quang, tóc dài phiêu tán dựng thẳng đứng lên, khí tức kinh khủng tràn ngập đến cực hạn. Trong chớp mắt, theo hai cánh múa bút, đất trời bên trái triệt để đen kịt, không gian bên phải lại tràn ngập ánh sáng trắng vô tận. Một bên đen, tĩnh mịch giá lạnh, giống như lỗ đen, một bên trắng, cường quang vô biên vô hạn. Như là thế giới này đột nhiên biến thành hai thế giới đen và trắng, mà điểm kết nối của hai thế giới, chính là Hạo Diệp cùng hai cánh của hắn. Giờ khắc này, âm dương nhị khí lưu chuyển đến cực hạn, hai bên thế giới đều đang lắc lư, trật tự cùng pháp tắc vô tận, năng lượng tự nhiên kinh khủng, đều như là đang cộng minh cùng hai thế giới. Giờ khắc này, số lượng lớn cường giả đều ớn lạnh toàn thân, đầy rẫy kinh hãi. Khương Phàm giật mình trước nguy cơ, quả quyết lui lại. Hóa thân thành chu tước, cũng thiêu đốt huyết nhục thần hồn, diễn biến thủy tổ phân thân. Hai con chu tước dương cánh gáy to, đốt thấu không gian, liệt diễm kinh khủng như ngàn vạn núi lửa đang phun trào, oanh động khắp nơi, bọn hắn liên thủ với nhau, cường thế thôi động thông thiên tháp. Thông thiên tháp tăng vọt quy mô, giống như trụ trời lâm thế, ầm vang trấn áp thế giới này. Xiềng xích vô hình vô chất phiêu miểu, như lôi đình hoành hành giữa không gian, cùng khung trời đại địa. Vạn linh chúng sinh, trật tự pháp tắc các loại, đều sinh ra cộng minh vi diệu. Thông thiên tháp phía trên phù văn như là đều sống lại, vạn đạo chỉ lên trời, dân chúng tế thế. Oanh! Hạo Diệp không màng sống chết tấn công, hai cánh động huy trước lưỡng giới đen trắng, trận va chạm cuồng bạo tạo ra khí tức hỗn độn vô tận, như biển cả gầm thét, như dòng lũ cuốn trôi, tràn ngập sinh tồn và tử vong, nương theo quỷ dị mê quang, cuồng bạo đánh tới Khương Phàm. Khương Phàm thôi động toàn diện thông thiên tháp, chấn áp thế giới, ngạnh kháng âm dương nhị khí. Chỉ lần một khắc bộc phát ba động này đã triệt để ảnh hưởng đến ngàn dặm. Khí tức tuyệt vọng thấm vào đất trời, kích thích linh hồn của tất cả cường giả, để cho người ta sợ hãi, ngạt thở, tuyệt vọng, như là trong lúc bất chợt đang ở vào thời kỳ khai thiên tích địa quỷ bí, nhận lấy pháp tác diễn biến, vạn vật như con kiến hôi trong thiên uy vô tận. Giờ phút này hai cánh âm dương cho thấy uy thế tới gần Thánh Hoàng. Nhưng thông thiên tháp của Khương Phàm lại hiện ra uy lực thần khí. Ầm ầm, trận bạo phát cực lớn. Không gian áp xúc, khí lãng bạo động, năng lượng cuồn cuộn trong chớp mắt như là ngàn dặm sơn hà đều hóa thành hư vô,
ngay cả mê vụ trong cấm khu của thế giới mới đều xuất hiện cuồn cuộn quái dị. Trong nháy mắt, cảnh tượng nơi đó chợt nổi lên. Đằng xa, Đào Ngột, Thái Thản Cự Viên, Bích Ngọc Long Tượng, Viễn Cổ Thương Loan. Số lượng lớn yêu chủ của Tổ Nguyên Sơn đều phân tán trong đó, yêu khí thông thiên, sát khí như biển, giống như viễn cổ yêu ma đang đóng tại nơi đó, tận mắt thấy chiến trường ở phía ngoài. Chỉ là mê vụ rất nhanh đã khép lại, che mất bọn chúng. Bên ngoài cũng không có ai thật sự chú ý tới tình huống nơi đó. Trong lúc bộc phát trận nổ tung kinh khủng, toàn thân Khương Phàm đều phun máu tung tóe, giống như là một viên thiên thạch đang trượt xuống từ bầu trời, trọn vẹn tháo chạy hơn 80 dặm, sau liên tục nảy lên trên mặt đất, sau đó lại rời khỏi hơn 20 dặm, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Nhưng, hắn không có đau đớn, ngược lại đôi mắt hắn càng trở nên nóng bỏng, kích động đến run rẩy. Chiến đấu như vậy thật sự là quá kích thích. Hắn lại có thể tại thánh linh cảnh chém giết cùng chủ nhân hoàng đạo cấp bậc thánh vương. Đầu tiên là Cự Long, bây giờ lại là Hạo Diệp, chân chính kiểm nghiệm thực lực của hắn. Càng phấn chấn hơn chính là, thông thiên tháp thật sự có thể diễn biến ra uy lực trụ trời, ngạnh kháng âm dương dực. Đây chính là võ pháp cực hạn để kiếp trước hắn vô cùng nhức đầu, nhất là khống chế thái âm thái dương của lão tổ thần miếu, càng từng để thiên hậu nhiều lần bị thương. Mà bây giờ, thông thiên tháp cho thấy hiệu quả đã để hắn vô cùng ngạc nhiên, vậy mà lại có thể trấn trụ âm dương nghịch loạn. Hạo Diệp gầm thét đầy bi phẫn, hắn điên cuồng tế hiến, liên tục phóng thích lực lượng mạnh hơn. Rõ ràng hắn đã tăng vào thực lực, tự tin có thể săn giết Khương Phàm, nhưng kết quả chỉ là áp chế, không thể thật sự giết chết Khương Phàm, mà đến bây giờ thời gian đã dài bao lâu rồi. Hẳn là đã vượt qua 20 phút. Có nghĩa là sau đó hắn phải suy yếu 20 năm, càng có hao tổn 20 năm thọ nguyên. Không thể nào. Không thể nào như thế này được. Âm dương dực lại lần nữa phóng thích âm dương nhị giới, cơ hồ là nghiền ép tiềm lực giam cầm trời đất. Giờ khắc này, hắn muốn va chạm âm dương nhị giới, diễn biến ra lực lượng hư vô vô tận. Nhưng, đúng vào lúc này, Kim Vô Song và các cường giả liên tiếp bị bạo động trùng kích hất ra ngoài đang cưỡng ép chống đỡ năng lượng mà tới gần nơi nào đó trên chiến trường. Nơi đó là chỗ của con cá sấu lớn mà Khương Phàm bồi dưỡng. Mặc dù bọn hắn không tiện nhúng tay trận chém giết giữa Khương Phàm cùng Hạo Diệp, nhưng cũng có thể mở ra chiến trường thuộc về mình. Nếu như săn giết con cá sấu lớn cảnh giới Thánh Vương này, chẳng khác nào giải quyết mối dựa vào của Khương Phàm, Hạo Diệp liền có thể không cố kỵ gì mà chém giết Khương Phàm. Coi như Hạo Diệp không giết chết được Khương Phàm, sau đó bọn hắn săn giết Khương Phàm cũng có thể không hề cố kỵ. Bắt đầu rồi, hắc hắc. Đại tặc luôn cảnh giác, cũng là luôn chờ đợi. Sau khi nhạy bén phát giác được khí tức các cường giả đang đến gần, nó liền tà ác cười một tiếng, ngao một tiếng, hất ra cái móng vuốt to béo, oanh oanh liệt liệt tiến lên đến chỗ chiến trường của Khương Phàm. Vây quanh nó, bọn người Kim Vô Song không tiếp tục ẩn giấu mà nhanh chóng kích phát linh văn truy kích. Mặc dù là Thánh Vương, nhưng cũng chỉ một con cá sấu mà thôi, tiềm lực hay tư chất đều kém xa những chí tôn yêu tộc chân chính kia, có thể bước lên loại cấp độ này. Toàn bộ đều là nhờ tích lũy tài nguyên, kích phát huyết mạch, cho dù là mạnh hơn thì cũng đều mạnh không đến đi đâu. Cứu mạng! Khương Phàm, có người muốn giết ta! Ai nha nha nha, không được không được! Thật đáng sợ, thật đáng sợ! Đại tặc hất ra móng vuốt, mãnh liệt đong đưa cơ thể to béo của mình, ngao ngao kêu gào phải nói là cực thê lương, các cường giả đang đuổi theo ở phía sau nghe được cũng cau chặt lông mày, cái này! Mẫu thân nó, là cái quái gì? Bắt đầu rồi, còn chưa có tận hứng đây. Khương Phàm đang muốn tái chiến với Hạo Diệp, nhưng sau khi nghe được tín hiệu, hắn lập tức dung hợp thủy tổ phân thân quả quyết lùi lại, đón đại tặc đang vào tới. Ai bảo các ngươi nhúng tay? Hạo Diệp mệt mỏi tức giận, thôi động âm dương nhị khí, dương cánh cuồng kích, truy đuổi theo Khương Phàm. Ngươi cứ việc tiếp tục cùng Khương Phàm, chúng ta chỉ là săn bắn cá sấu. Khương Phàm, chúng ta sẽ không can thiệp ngươi chiến đấu. Bọn người Kim Vô Song cao giọng la lên, trấn an Khương Phàm, cũng tỏ thái độ với các hoàng tộc hoàng đạo xung quanh rằng bọn hắn không có ác ý can thiệp. Nhưng Khương Phàm hoàn toàn không để ý tới, hắn điên cuồng, chạy trốn, cá sấu càng kêu gào ầm ĩ, ù ù phóng tới. Sau một lát, Khương Phàm đối diện gặp phải long cốt cự ngạc bên trong phong bạo cùng năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Một người một cá sấu giao ánh mắt,
đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thật đáng sợ, ôm ta một cái. Long cốt cự ngạc đạp nát đại địa, phóng lên tận trời, mở ra cái miệng to như chậu máu, cắn về phía Khương Phàm. Khương Phàm kích phát phần thiên chiến vực, diễn biến thành áo giáp bảo vệ toàn thân, một đầu va vào trong miệng long cốt cự ngạc. Lúc này, Hạo Diệp truy sát đến nơi đây, mấy người Kim Vô Song đuổi theo ở phía sau cũng nhanh chóng tới gần. Hắc hắc, lên món ngon. Sau khi long cốt cự ngạc nuốt Khương Phàm vào, nó ngẩng đầu lên trời, phun ra một viên thất thải liên tử. Chính là hạt sen bên trong gốc mẫu liên mang ra từ vạn đạo hoàng thành kia, Khương Phàm để lại xí thiên giới 5 hạt, tự mình mang theo 4 hạt. Uy lực của thứ này quá kinh khủng, tương đương với một kích toàn lực của Thánh Hoàng, mà lực sát thương lại có phạm vi cực lớn. Trước đó Khương Phàm và cự ngạc cũng không dám tùy tiện vận dụng, nhưng bây giờ cự ngạc đã lột xác thành Thánh Vương, lại còn là thân thể từ xương rồng, còn có 18 chiếc vảy rồng hộ thể, hoàn toàn có thể điên cuồng thử một lần. Giống. Long cốt cự ngạc ngẩng đầu gào thét, trên trán long văn thức tỉnh, một cỗ thiên long uy lực cuồn cuộn mà lên, ba động khủng bố khuấy động toàn trường, hồi hộp đang bao vây tiêu diệt tới tất cả mọi người. Xôi trào cuồn cuộn trong long khí, hiện ra dương cánh thiên long bá đạo uy thế. Long văn quay quanh, sừng rồng tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, một loại tuyệt thế hung uy dung chuyển càn khôn bộc phát. Keng, cường quang bạo kích thất thải liên tử. Hạt sen bị kích thích, nháy mắt đã phá toái, một mảnh cường quang gần như thiên phạt dẫn đầu nở rộ, ánh sáng tỏa ra như vạn mũi tên cùng bắn, đâm rách không gian, xuyên thấu hết thảy mọi thứ, ngay sau đó lôi chiều cuồn cuộn, uy lực thiên phạt đảo loạn uy lực đất trời. Ầm ầm, hạt sen vỡ nát, nở rộ ra hình thái hoa sen, luyện hóa nở rộ, hình thành lôi hải kinh khủng, cơ hồ trong chớp mắt, lôi chiều dữ dằn đã che mất chiến trường, hàng tù tia lôi điện cuồn kích hết thảy mọi thứ, không gian phá thành mảnh nhỏ. Số lượng lớn cường giả bị đánh xuyên, vỡ nát, dưới tràng diện máu thịt văng tung tóe, các cường giả Thái Sơ Đại Lục đang giết tới đều vô tình bị tung bay. Số lượng lớn cường giả cao ngạo còn chưa hiểu là đang xảy ra chuyện gì, liền bị vô tình tách rời, linh hồn bị oanh sát. Bao gồm cả hai vị thánh linh của Thái Cổ Thần Miếu, bởi vì xông lên phía trước nhất, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền bị sống sờ sờ xé nát. Kim Vô Song cao ngạo bị lôi chiều sâu thể. Huyết nhục văng tung tóe bay ra ngoài. Long cốt cự ngạc phóng thích lôi uy, cũng đứng chịu mũi sào, đau đớn tiếp nhận hàng vạn tia lôi chiều sâu thể, lân phiến cứng cỏi đều nổ nát vụn mảng lớn, nếu như không phải là có 18 phiến huyết phải thiên long bảo vệ những vị trí quan trọng, nói không chừng cũng sẽ bị oanh đến be bét máu thịt. Lôi chiều cuồng kích mấy trăm dặm, không gian sụp đổ, đại địa tách rời, một kích của Thánh Hoàng mang theo uy thế bá đạo mà khủng bố. Lọt vào trọng kích còn có Hạo Diệp. Hai cánh âm dương bị vô tình xé nát, thân thể đã đạt đến cực hạn không chịu nổi gánh nặng, bị cưỡng ép đánh lui, âm dương tuyến quấn quanh trên thân đã đứt gãy liên miên. Khi lôi chiều thoáng tản ra uy thế, long cốt cự ngạc đau đớn mở miệng ra, Khương Phàm vận sức chờ phát động ở bên trong mang theo liệt diễm sôi trào lao ra ngoài, đuổi giết Hạo Diệp. Hạo Diệp tháo chạy hơn 10 dặm, nằm dạp trên mặt đất đau đến co rút cả người, ý thức đều rất hỗn loạn. Lôi chiều. Mẫu thân nó, con cự ngạc xanh xanh đỏ đỏ kia lại còn là một con lôi ngạc. Không đúng, nguồn năng lượng này quá quen thuộc, lại có uy lực thiên phạt. Làm sao lại giống như thiên lôi của Thánh Hoàng sở ra? Cùng và chủ nhân Hoàng Đạo Thương Huyền, hắn quá quen thuộc đối với loại lôi uy này. Chẳng lẽ, đó là hạt sen mẫu liên bên trong vạn giới lôi chỉ sao? Đám ngu xuẩn vạn đạo Hoàng Thành kia lại ném hạt sen đi. Vật quan trọng như vậy đều bị Khương Phàm đánh cướp sao? Nghĩ tới đây, Hạo Diệp liền hồi hộp, cũng đột nhiên tỉnh táo lại. Bị gài bẫy. Hạo Diệp đột nhiên đã hiểu, đây đều là kế hoạch của Khương Phàm. Trách không được hắn lại có đảm lượng trực tiếp xông đến nơi này, trách không được dám lấy thánh linh cảnh khiêu chiến hắn, thì ra mục đích là ở chỗ này. Khương Phàm không chỉ là muốn giết hắn, vẫn phải giết tất cả mọi người. Hạo Diệp nhìn xuống đau đớn cùng suy yếu, ngẩng đầu lên trời thét lớn, tóc dài bay loạn, âm dương nhị khí tuôn ra, hắn ý thức được nguy cơ, cho nên không lo được việc thi triển âm dương nhị giới mà là trực tiếp dùng uy lực âm dương va chạm ra vòng xoáy. Vòng xoáy gào thét bạo động dẫn dắt vết nứt hư không vỡ vụn ở xung quanh đều hội tụ vào bên trong, cảnh tượng khủng bố tuyệt luân. Đây chính là khí tức hư vô. Như là một cái lỗ đen đáng sợ, muốn thôn phệ hết thảy,
vây khốn hết thảy. Khương Phàm phóng tới hơn 10 dặm, phần thiên chiến vực hóa thành tuyệt thế chiến đao, bao viên hắn ở trong đó. Chiến đao dài đến vạn mét, nặng nề cứng rắn, ý lạnh tùm, diệt thế phần thiên viêm hóa thành chu tước dương cánh, vạn vật nguyên hỏa hóa thành cự thú mình người đuôi rắn, bát hoang tuyệt diễm thì diễn biến thần ma rơi xuống, vạn vật tàn lụi tai nạn ngập trời, vờn quanh tuyệt thế chiến đao. Tế thiên thức, ba loại liệt diễm gào thét nhấc lên, tuyệt thế chiến đao mở ra thiên địa, lội uy bạo động đều nhận dẫn dắt, khuấy động uy lực thiên kiếp, lao nhanh tuôn ra. Uy thế của tuyệt thế chiến đao tại thời khắc này đã tăng vọt đến cực hạn, để Khương Phàm thân ở trong đó đều vỡ nát, huyết thủy văng khắp nơi. Chém! Miệng mũi Khương Phàm đổ đầy máu, hắn điên cuồng gào thét, thần viêm cùng thiên lôi vần quanh chiến đao đều sụp đổ hết, uy thế cường hãn hoàn toàn đạt đến đỉnh phong thánh vương, cưỡng bức chém nát lỗ đen đang thành hình trong hư vô. Hư vô sụp đổ, chiến đao bạo động. Các loại năng lượng hủy diệt bạo tạc như sóng chiều dâng cao, vô tình bao phủ Hạo Diệp đang mệt mỏi. Cơ thể Hạo Diệp thủng trăm ngàn lỗ lại tiếp tục trọng thương, ngay cả âm dương nhị khí đều khó mà chữa trị, hắn kêu thảm bay ra ngoài. Khương Phàm diễn biến phần thiên chiến vực đoàn tụ lại thành quyền bộ, liệt diễm cuồn cuộn, cường quang tỏa sáng, hắn dậm chân phóng tới, đuổi kịp Hạo Diệp đang tháo chạy, ném ra một quyền, lập tức xuyên qua hắn. Lồng ngực Hạo Diệp giữ dằn, huyết cốt tứ tán, thân thể không đợi rơi xuống đất lại lần nữa bay đi. Bành bành bành. Một quyền tiếp lấy một quyền, Khương Phàm liên tục cuồng kích, triệt để đánh vỡ vụn Hạo Diệp đường vân âm dương trên người. Một kích cuối cùng, trực tiếp nổ đầu. Tiếng kêu thảm cùng dãy giụa, im bặt mà dừng. Chủ nhân Hoàng đạo Tây Nam, Hạo Diệp, chết bất đắc kỳ tử. Khi năng lượng bạo loạn dần dần phiêu tán, tình hình chiến trường đã hiện ra trong tầm mắt mọi người. Khương Phàm ngồi ở trên lưng long cốt cự ngạc, hấp thu long khí cùng long lực bên trong huyết đan, chữa trị thương thế, điều trị huyết nhục thần hồn. Miếu chủ Thái Cổ Thần Miếu bị bọn hắn cố ý đưa tới trên lưng cự ngạc, máu thịt be bét, chết không thể chết lại. Tê, miếu chủ chết rồi. Chủ nhân Hoàng đạo, cứ thế mà chết đi. Đầu tiên là Hoàng đạo Tây Bắc, bây giờ lại là Hoàng đạo Tây Nam, Khương Phàm thật sự phải dùng giết chóc đến thanh toán ân oán kiếp trước kiếp này à? Khương Phàm thật sự có thể ngạnh kháng chủ nhân Hoàng đạo sao? Không hổ đã từng là thần hoàng, thánh linh cảnh liền chém giết với cảnh giới thánh vương, quá biến thái. Cuối cùng lôi chiều là thế nào? Con yêu thú kia màu sắc rực rỡ là cá sấu hay là lôi ngư? Nếu như không phải lôi ngạc phát huy, Hạo Diệp tuyệt đối không thể nào chết được. Sao ta lại có cảm giác là Khương Phàm đang tính kế Hạo Diệp? Không chỉ có cường tộc hải vực bị kinh đến, mà ngay cả ma tộc cũng có chút chấn kinh, thực sự không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể chính diện chém giết cùng chủ nhân Hoàng đạo, còn thành công giết hắn. Chủ nhân Hoàng đạo. Đây chính là chủ nhân Hoàng đạo. Người thống trị tuyệt đối địa vực một phương. Khương Phàm, ngươi chơi xấu. Kim giáp cứng cỏi của Kim Vô Song trải rộng vết cắt, gương mặt xinh đẹp đều bị lôi điện xé mở từng vết thương, lộ ra xương cốt thật sâu, nàng dùng sức nắm chặt nắm đấm, căm tức nhìn Khương Phàm. Ngoại trừ Tu Di Sơn án binh bất động ra thì các cường giả Thái Sơ Đại Lục đã tổn thất rất nặng nề. Vốn cho rằng săn giết cự ngạc, kết quả suýt chút nữa bị một mẻ hốt gọn, còn gián tiếp hại chết Hạo Diệp miếu chủ thần miếu. Đây rõ ràng là quỷ kế của Khương Phàm. Ta chuẩn bị hạt sen là phòng ngừa chu đáo, lo trước hậu họa. Nếu như các ngươi không đánh lén cự ngạc liền sẽ thành thành thật thật đợi ở nơi đó, cho đến khi ta và Hạo Diệp kết thúc trận chiến đấu. Là các ngươi nhất định phải tự cho là thông minh, đánh lén cự ngạc, mưu toan quấy nhiễu chiến đấu. Đối đãi loại người như các ngươi đây, xưa nay ta không hề khách khí. Khương Phàm cười lạnh đứng dậy, nhìn quanh toàn trường. Chuyện nhà đã giải quyết xong, bây giờ xử lý chuyện ngoài. Ai muốn khiêu chiến ta, cứ việc đứng ra, không cần không có ý tứ, Khương Phàm ta ai đến cũng không có từ chối. Hoàng Kim Thiên phủ chủ Kim Vô Song. Đồng tử màu vàng của Kim Vô Song nổi lên kim quang, giống như là hai ngọn lửa đang thiêu đốt, nàng vung lên hoàng kim chiến kích, như chiến thần lâm thế, chỉ đến phía Khương Phàm. Lại là Thánh Vương, chẳng lẽ không phải Thánh Vương cũng thật sự không dám khiêu chiến ta? Đây là quá để mắt Khương Phàm ta, hay là không có lòng tin đối với mình? Ta nói rõ với các ngươi, ta đây không có luận võ, chỉ có sinh tử. Kim cô nương, ngươi chuẩn bị kỹ càng chịu chết rồi.
Bên trong thông thiên tháp tại cổ áo Khương Phàm dâng lên quốc vận, mê vụ, quốc vận cuồn cuộn, ở sau lưng ngưng tụ ra 300 bộ thương sinh cung. Khí tức tạo hóa giữa đất trời đều giống như con sóng lớn vô hình, thao thao bất tuyệt hội tụ tới một chỗ. 300 bộ thương sinh cung, 300 mũi sát sinh tiễn, giống như là 300 vầng thái dương treo đầy khung trời, sáng chói diệu thế. Giữa đất trời càng là vang lên tiếng nói nhỏ hùng vĩ nỉ non, giống như là có hàng tỷ dân chúng đang cầu khẩn, giống như là sinh linh vô tận đang gieo hò. Đám người khẩn trương càng rung động, vừa mới kết thúc, lại muốn bắt đầu. Tên Khương Phàm này quả nhiên cuồng ngạo, hoàn toàn là tư thái vô địch thiên hạ. Toàn thân kim vô song căng cứng, linh hồn lại không bị khống chế mà khẩn trương, thậm chí là sợ hãi. Nàng nắm chặt hoàng kim chiến kích, dẫn đầu xuất kích, toàn thân phát ra một loại mê quang hoàng kim, giống như thần quang, có thể chiếu phá sông núi, chém chết vạn vật, chiến kích càng là kích lên gợn sóng vận giáp trụ, sửa mũ mão trước khi ra trận, oanh kích về phía trước. 300 mũi sát sinh tiễn toàn bộ đều được phóng thích, ngưng tụ chúng sinh tạo hóa, quốc vận vạn thế, không nhìn thời gian hay không gian ngăn trở, trong chốc lát đã oanh kích kim vô song. Bành bành bành, số lượng lớn sát sinh tiễn bay tán loạn, tan biến trong vô hình. Hoàng kim của Hoàng Kim Thiên Phủ chỉ là thế gian hiếm thấy, có thể chống lại năng lượng ánh sáng của cùng, đại quang minh, của quang mang thần điện và ánh sáng thần thánh Phật, của Phật đạo. Cơ hồ có thể sinh ra năng lượng hữu hình vô hình uy hiếp đối với thế gian, ngay cả ánh sáng tử vong của U Minh địa ngục đều có thể chôn vùi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để bọn hắn có thể được Thái Sơ đế tộc dùng toàn lực bồi dưỡng. Nhưng, sát sinh tiễn gánh chịu chính là quốc vận cùng tạo hóa, là uy lực phán quyết bá đạo nhất. Sau khi vẫn diệt mảng lớn, ánh sáng hoàng kim cường thịnh xông ra chống đỡ vẫn để 8-90 mũi xuyên qua kim vô song. Kim vô song kêu thê lương thảm thiết, linh hồn nhói nhói, ý thức hoảng hốt, như là trong lúc bất chợt bị kéo đến thần điện chu tước, tiếp nhận vạn thế thần triều thẩm phán, lại như là bị ném tới tế đàn thiên địa, tiếp nhận hàng tỷ dân chúng phỉ nhổ, loại cảm giác thần bí mà quỷ dị này để nàng suýt chút nữa sụp đổ, mình mông chiến ý đều yếu bớt trên diện rộng. Phủ chủ, thánh linh của Hoàng Kim Thiên Phủ quá sợ hãi, hắn quả quyết ra tay, toàn thân sôi trào cường quang vô tận. Giống như là kim luân hoành hành, tràn ngập ba động khủng bố, lao thẳng đến Khương Phàm. Muốn quần chiến, cự ngạc, xuất kích. Khương Phàm thét lên một tiếng ra lệnh, long cốt cự ngạc mãnh liệt đong đưa, phát ra tiếng long ngâm hùng hậu, uy lực thánh vương triệt để bộc phát, ánh sáng bảy màu ngập trời, khí tức thiên long sôi trào. Các cường giả ở đối diện giết tới bị tiếng long ngâm sâu thể, nhao nhao phun máu, kêu thảm bay ra ngoài. Bạch Tai từ đầu đến cuối vẫn luôn yên lặng đột nhiên hành động, cốt rực phung đánh ở phía sau, mở ra không gian, đuổi giết một người trong đó. Người kia bay lên, cưỡng ép ổn định, sau đó lại quát lớn một tiếng, vung lên hoàng kim trọng quyền thẳng đến Bạch Tai. Bành! Trọng quyền bạo kích mạnh mẽ, giống như là hai mảnh tinh thần đụng vào nhau, một ngạt mà khủng bố. Mê quang hoàng kim sôi trào như lũ quét vỡ đê, đối diện bao phủ Bạch Tai. Bạch Tai mang theo cốt khí thảm liệt, thế như luồng không khí lạnh, trùng kích toàn thân người kia. Hai người đều là run rẩy, nhao nhao tháo chạy. Xương cốt toàn thân Bạch Tai run run, nhận lấy lực trùng kích to lớn. Ánh sáng hoàng kim xác thực khủng bố bá đạo, xứng danh thần tộc. Nhưng vị cường giả thiên phủ này lại bị thương càng nặng, cánh tay phải nhận trọng kích lại hoàn toàn vỡ nát, là triệt để vỡ nát, đầu hoàng kim cốt cứng cỏi trực tiếp biến thành bụi. Toàn bộ cánh tay phải đều rũ xuống dưới, mênh mông sinh cơ hoàng kim lại không cách nào khép lại. Xương cốt trên cơ thể Bạch Tai bắt đầu vặn vẹo, nương theo tiếng vang lốp bốp kỳ quái, cưỡng ép chia ra ba bộ thiên nhân chiến khu, trước đó đã được hài cốt cự long tăng cường. Bành! Bạch Tai liên hợp ba bộ chiến khu, dùng sức một mình lao thẳng đến các thánh linh cao ngạo của Hoàng Kim Thiên Phủ. Thứ cuồng ngạo, dám miệt thị Hoàng Kim thần tộc chúng ta, người xem như là kẻ đầu tiên. Linh văn trên trán các thánh linh thiên phủ cháy hừng hực, thông qua nơi đó tuôn ra từng đường trọng quyền hoàng kim. Kim quang mãnh liệt giống như đang thiêu đốt, những nơi trọng quyền đi qua, không gian đều đang ken két giòn vang, quanh quẩn từng trận gào thét. Đây là thiên pháp truyền thừa của Hoàng Kim Thiên Phủ, danh xưng không có gì không phá, vạn pháp đều là diệt, cực kỳ bá đạo. Đó là ai? Cận vệ của Khương Phàm sao? Hắn cũng có thể ngạnh kháng cùng Hoàng Kim chiến khu của Hoàng Kim Thiên Phủ. Các nơi đều chấn động,
nhao nhao chú ý đến một thánh nhân nhanh nhẹn dũng mãnh đột nhiên giết ra. Bọn hắn đang chấn động, trong nhà Thiên Kiếm Thần Tông lại trực tiếp ngây ra. Một màn này, quá quen thuộc. Đây không phải chính là cận vệ bên cạnh Lục Du sao? Lại nhìn lại con cá sấu màu sắc rực rỡ kia. Ta, Đại Tào, đây chính là con cá sấu ngày kia. Lại là cự ngạc, lại là bạch cốt, nhìn lại huyền quy dưới thân dương biển cách đó không xa kia. Từ Cổ Vân Thiên đến Phó Hành Không và Mạnh Bình, lại đến Lôi Bằng, đều tại an tĩnh một lát, sau đó liền ớn lạnh toàn thân, hít vào từng ngụm khí lạnh. Khương Phàm. Lục Du chính là Khương Phàm. Người năm đó cứu vớt Dương Biện, lại Dương Biện đưa về Hải Thần Đảo, Lục Du, lại là phần Thiên Thần Hoàng, Khương Phàm. Bọn hắn rung động càng khó có thể tiếp nhận hơn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ Khương Phàm, ai có thể bí mật hội đàm cùng lão tổ tông của bọn hắn, ngoại trừ Khương Phàm, ai có thể để Dương Biện cao ngạo thần phục. Trách không được Dương Biện lớn lối như thế, dám can đảm miệt thị Thiên Kiếm Thần Tông. Thì ra đứng sau lưng hắn là Vạn Thế Thần Triều. Trách không được lão tổ tông cổ thần nghiêm lệnh bất cứ kẻ nào cũng không được truyền ra ngoài chuyện kết minh, thậm chí muốn xử tử tông chủ, thì ra bọn hắn là đang hợp tác cùng kẻ địch của thiên hạ, Khương Phàm. Khương Phàm, bảo con cá sấu của ngươi lui ra, đây là trận đấu giữa ngươi và ta. Mênh mông máu tươi hoàng kim trong người Kim Vô Song bốc cháy lên, toàn thân từ linh hồn đến nội tạng lại đến hài cốt da thịt, đều sôi trào ánh sáng màu vàng óng. Thực lực tăng vọt. Bất luận là hoàng đạo nào cũng đều có vốn liếng khinh thường thiên hạ, bất kỳ linh văn nào sở thuộc hoàng đạo đều đại biểu cho một loại năng lượng cực hạn nào đó trên thế gian, ví dụ như hoàng kim thiên phủ bọn hắn, trong thân thể mỗi một truyền nhân đều có thể có một sợi kim thân đang ngủ say, thậm chí thực lực kim thân có thể tới gần bản thể, tại thời khắc sinh tử kim thân chân thân có thể toàn diện dung hợp, bộc phát ra sức chiến đấu gấp đôi. Một ít kim thân đặc biệt được bồi dưỡng thành công, còn có được thực lực cường hãn mạnh hơn bản thể. Ví dụ như vị tộc trưởng trẻ tuổi nhất Hoàng Kim Thiên Phủ, Kim Vô Song này, chính là dị loại trong đó, kim thân so với chân thân còn mạnh hơn, thậm chí muốn mạnh hơn gấp 2, thậm chí là gấp 3. Thời khắc này dung hợp hoàn toàn, để thực lực nàng được tăng vọt. Hoàng Kim chiến kích trong tay Kim Vô Song cũng là một thanh siêu cấp sát khí, thuộc về chiến binh truyền thừa các đời phủ chủ. Ầm ầm. Hào quang màu vàng sôi trào trên màn trời, như là khai phách ra một cái thế giới màu vàng, bên trong hiện ra rõ ràng là hình ảnh Hoàng Kim Thiên Phủ, có cung điện thành đàn, có ngàn vạn tộc nhân, có bảo tàng đang phát sáng, có thánh uy cường hãn đang khuấy động. Nói đùa gì vậy, ngươi là thánh vương thần tộc, ta là thánh linh, đây coi là chiến đấu. Ta tìm cho ngươi đối thủ ngang sức, ngươi cứ chơi cho tốt, ta sẽ không bồi. Khương Phàm biết rõ thần tộc này khủng bố. Huống chi còn là phủ chủ trẻ như vậy, khẳng định rất biến thái. Hắn vừa mới kết thúc trận chém giết cùng chủ nhân hoàng đạo, thực sự không dám khinh thường, sau khi nói xong thì liền thả người nhảy xuống long cốt cự ngạc, lao thẳng đến chiến trường bạch tai nơi đó. Chạy đi đâu? Kim Vô Song quát lạnh một tiếng, vẻ mặt lãnh ngạo, đồng tử màu vàng bắn ra hai chùm sáng rực rỡ, lại như nhật nguyệt oanh minh, thiên vũ chấn động, ba động khủng bố cuồn cuộn ra khắp nơi. Khương Phàm hoàn toàn không để ý đến, cứ lao thẳng đến chiến trường phía trước. Đối thủ của ngươi là ta. Long cốt cự ngạc cưỡng ép chặn đường, sôi trào lên ánh sáng cầu vồng ngập trời, phía sau lưng kịch liệt nhúc nhích, chấn mở hai cánh, toàn thân nhanh chóng diễn biến, hóa thành thiên long. Một tiếng long ngâm kinh trời, một loại long uy lay đất. Rực long. Không, đó là thiên long. Cá sấu biến thành thiên long. Đây là tình huống như thế nào? Không phải Khương Phàm săn giết một con cự long sao? Làm sao lại thúc thăng ra một thiên long? Các cường tộc sống chết mặc bay ở nơi xa nhau nhau có phản ứng. Cá sấu lớn biến thành đại long rồi. Huyền Quy thực sự không thể bình tĩnh được nữa, thậm chí nó còn có loại xúc động đấm ngực dậm chân. Ta chỉ rời khỏi mấy tháng mà thôi, rốt cuộc các ngươi ăn linh đan rượu dược gì, đạt được cơ duyên quý giá dạng gì. Mấy tháng này ta thối nát sinh hoạt thật không đáng giá. Dương Biện đều hoảng hốt, thiên long, có thể nghênh chiến cự long, là thiên long. Khương Phàm lại bồi dưỡng được một siêu cấp chiến thú như thế này. Cái này không phải kỳ tích, quả thực là thần tích. Thiên long, thánh vương thiên long. Kim Vô Song rất bất ngờ, lại vui mừng không sợ. Kim thân cùng chân thân giao hòa, thực lực tăng vọt, cầm chiến kích trong tay, quét ngang qua khung trời, kim quang vô biên cuồn cuộn không dứt,
như biển gầm sôi trào, lao thẳng đến thiên long không rõ lai lịch. Ầm ầm, đại tặc vỗ cánh bay lên, móng vuốt liệt không, hai cánh loạn càn khôn, nhấc lên ba động khủng bố, long uy thánh vương mãnh liệt lao ra, không gian xung quanh lần nữa sụp đổ, nó hoành hành không trở ngại, như là có thể hủy diệt hết thảy tất cả. Một người một rồng bộc phát ra ác chiến kinh động tâm phách, kim quang vô biên, long khí cuồn cuộn, như là có thể quét ngang cửu thiên thập địa, ba động khủng bố hồi hộp toàn trường, so với đại chiến của Khương Phàm cùng Hạo Diệp trước đó càng khốc liệt hơn. Dù sao một bên cũng là tộc trưởng hoàng tộc đương đại, thiên kiêu bất bại của Thái Sơ Đại Lục, một bên là thiên long chí tôn, thức tỉnh đại đạo long quỳ, hồng hoang thiên long. Bọn hắn vừa mới bộc phát trận chiến liền hấp dẫn lực chú ý của vô số cường giả, mọi ánh mắt đều đung đưa chấn kinh. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Khương Phàm tùy hứng làm bậy, nuôi đầu cá sấu lớn, không nghĩ tới lại là một tôn thiên long ngụy trang. Nhưng, con này thiên long nhìn rất lạ lẫm, ánh sáng bảy màu vậy mà có thể lay động thiên địa, hoắc loạn càn khôn, còn không ngừng va chạm ra ánh sáng lạ thường, ngạnh kháng với kim vô song. Càng là người hiểu rõ hoàng kim thiên phủ cùng kim vô song, càng có thể trực tiếp cảm nhận ra con thiên long kia khủng bố. Nát cho ta! Đôi mắt của kim vô song bộc phát ra kim quang nồng đậm, như là có hàng tỷ chùm sáng tập kết lại hiện ra gần như chân uy hoàng kim thiên phạt, đánh về phía thiên long, muốn xuyên qua nó. Đại tặc dâng cao chiến ý như thủy triều, mãnh liệt đong đưa chiến khu, độc giác xuyên trời bộc phát ra hồng mông quang minh. Ầm ầm, thiên địa nghịch loạn, càn khôn mở đường, độc giác ngang nhiên nghênh kích kim quang, lập tức bộc phát ra uy lực diệt thế. Ánh sáng hoàng kim bị đánh tan, một lần nữa tán loạn ra hàng tỷ chùm sáng như lôi đình bao phủ đại tặc. Nhưng, lân giáp đại tặc không thể phá vỡ, cưỡng ép chống đỡ được đòn tấn công. Hai cánh mãnh kích, càn khôn lắc lư. Đại tặc càng đánh càng hăng, ngang nhiên nhào về phía kim vô song. Kim vô song tăng vọt chiến ý, thẳng tiến không lùi, hàng tỷ sợi ánh sáng kim tiên màu vàng vẩy xuống, sáng đến chói mắt, như thần minh xuất thế. Hoàng kim chiến kích quét ra thế công dễ như trở bàn tay, như là có thể hủy diệt tinh hải, cuồng dã đánh đến đại tặc. Đại tặc tế ra 18 tấm huyết phải thiên long, thần uy bộc phát, ánh sáng bảy màu ngút trời, như là ngưng tụ ra khí tức hồng mông, hào quang sáng chói rọi khắp nơi mỗi một góc trên đất trời, để ngàn dặm núi sông đều biến thành một mảnh ánh sáng bảy màu, tràn đầy hoa mỹ. Trên chiến trường thánh linh cảnh nơi xa, một vị thánh linh hoàng tộc của Thái Sơ Đại Lục nhanh chóng tới gần Bạch Tai đang ác chiến, hắn lợi dụng đúng cơ hội, đột nhiên dâng lên, trong tay nâng một cái bảo tháp, như núi lớn chân áp xuống. Hắn theo sát bay lên không, đứng thẳng trên tháp đỉnh, khí thế bàng bạc, toàn diện khống chế bảo tháp, chấn vỡ nát mặt đất, nhấc lên bụi mù như biển động. Lui! Các cường giả thiên phủ ăn ý phát động trọng quyền hoàng kim, chặn đánh Bạch Tai, sau đó quả quyết tuần tự rút lui. Bảo tháp rơi xuống thẳng đến Bạch Tai. Bạch Tai hét lớn, tinh hoa trong xương cốt toàn thân hội tụ về trọng quyền, 66 cái răng rồng toàn bộ đều được huy động. Long khí mạnh mẽ, răng rồng bén nhọn, như cự long ngẩng đầu, tức giận mà gầm phá khung trời. Ầm ầm, bảo tháp tăng vọt quy mô, cưỡng ép nuốt Bạch Tai vào, lại tại sau một khắc tiếp nhận răng rồng bạo kích, bảo tháp cứng cỏi bò đầy vết nứt, trong nháy mắt đã tán loạn. Cái gì? Thánh linh hoàng tộc quá sợ hãi, lập tức liền muốn thoát khỏi. Khương Phàm dương cánh bay lên, nhanh chóng giết tới, lập tức tuôn ra một quyền, liệt diễm cuộn trào, ba loại thần viêm kích phát sát uy tuyệt thế cho phần thiên chiến vực, tàn nhẫn đánh lui thánh linh hoàng tộc. Máu văng tung tóe, linh hồn bị thương, suýt chút nữa đã chết bất đắc kỳ tử ở ngay chỗ này. Là Khương Phàm, vây khốn hắn. Cường tộc Thái Sơ Đại Lục nhao nhao hành động. Mặc dù một người thì không phải là đối thủ, như năm ba người, bảy tám người thì sao? Mười người thì sao? Bọn hắn kích hoạt võ pháp, hiện ra thánh uy. Có người tế ra bảo luân, phát ra tiếng oanh minh hùng hậu, như tiếng trống trận vang lên, lay động linh hồn của con người, có người dâng lên lôi điện vô tận, tử quang vạn trượng bao phủ đất trời, chiến trường rộng lớn biến thành lôi hải, có người lên tay đánh đàn, song âm như thiên quân vạn mã, hoành hành khắp không gian. Đuổi giết Khương Phàm, có người lật tung đại địa, ngưng tụ người khổng lồ cao đến trăm trượng, nhấc lên cuồn cuộn thổ triều, cuồng kích Khương Phàm. Còn có rất nhiều cường giả cảnh giới bán thánh ở hành động ở khu vực phía ngoài, phóng xuất ra võ pháp cường hãn, mưu toàn quấy nhiễu Khương Phàm. Bạch Tai, rút lui. Sơn Hà Đại Táng.
Khương Phàm rơi xuống đất, sau khi nuốt ba viên huyết đan, hắn liền tế ra Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ, mãnh liệt chấn động phế tích, lần nữa nhấc lên sóng chiều tai nạn vô biên, phế tích bừa bộn lập tức biến thành biển cả, bạo động, từng con sóng chiều dâng lên mãi không dứt, xiềng xích tai nạn hoành hành khắp nơi, theo năng lượng địa tầng đánh thẳng vào tất cả mọi người. Không phải hoàn toàn phóng thích, mà tập trung vào phạm vi hơn 200 dặm, lại vừa vặn bao gồm tất cả các cường giả Thái Sơ giết tới nơi này. Các cường giả Thái Sơ rậm chân phóng lên trời, muốn tránh khỏi mặt đất bạo động, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều đánh giá thấp lấy nguồn năng lượng này, mấy kẻ vội vàng không kịp chuẩn bị, đều vô tình bị bao phủ, có một số tránh thoát được thì lại bị xiềng xích tai nạn vần quanh, vô tình kéo tới trong địa tầng cuồn cuộn. Khương Phàm như muốn hôn mê, suy yếu khó chịu, nhưng long huyết, thịt rồng biến thành huyết đan, nhanh chóng bổ sung tinh thần. Hắn chịu đựng suy yếu, phóng thích yêu hỏa vô tận, tràn ngập đất trời bao phủ địa tầng đang bạo động. Yêu hỏa hóa thành hàng vạn sợi hỏa vũ lại diễn biến thành liệt diễm chu tước. Trong lúc nhất thời, từng tiếng gáy to sắc nhọn vang vọng chiến trường, đâm xuyên màng nhĩ. Ngàn vạn con liệt diễm chu tước gào thét bay lên, diễn biến ra tuyệt thế luyện lô, nguy nga khổng lồ, cao bằng trời, xích hồng như kim cương máu, sôi trào ba động như vô số núi lửa đang phun trào. Liệt diễm vô biên, chiếu sáng chiến trường mênh mông, giống như là một thần linh chu tước giáng lâm, quay quanh ra luyện lô, phần diệt chúng sinh. Các thánh linh Thái Sơ đều là chút cường giả nhanh nhẹn dũng mãnh, lại mang theo vũ khí cường hãn. Bọn hắn gian nan tránh thoát khỏi sự trói buộc của địa tầng, nhưng không đợi thở một hơi, thì đã liền lâm vào trong liệt diễm kinh khủng của tuyệt thế luyện lô, từng tiếng hét thê lương, đau đớn kêu rên, vang vọng trong luyện lô, như là tiến vào trong luyện ngục. Số lượng lớn ánh mắt bị hấp dẫn đến nơi đây, cường giả các tộc tê cả ra đầu, các người đây là vây bắt. Cái này, mẫu thân nó, đây là một mẻ bị hốt gọn. Là cường giả Thái Sơ tự tin quá độ, hay là do Khương Phàm quá nhanh nhẹn dũng mãnh rồi. Thánh linh, đây chính là mục tiêu chí cao mà vô số cường giả theo đuổi, vậy mà lại bị bao vây tiêu diệt. A-di-đà Phật, Khương Phàm, thả bọn hắn ra. Rốt cuộc cường giả Tu Di Sơn cũng ra tay, Phật hiệu như tiếng sấm, Phật quang màu vàng che mất quần sơn. Lão Phật Thánh Vương cảnh bảo vệ Hứa Như Lai dậm chân lên trời, Phật quang vô biên biến thành Phật quốc thần bí, muôn hình vạn trạng, thần bí khó lường. Từng cái bóng người vàng óng hiển hiện, giống như cổ Phật, trầm thấp thiện sướng, chấn động đại địa. Khương Phàm, không thể đồ sát cường giả Thái Sơ ta. Hứa Như Lai trang nghiêm, Phật quang vô lượng, ở sau lưng ngưng tụ ra hư ảnh một tôn Phật Đà, thần bí mà rộng rãi, chiếu rọi khắp nơi. Nếu Phật Đà tự mình cầu tình, hôm nay tạm thời tha cho tính mệnh bọn hắn. Nhưng sau đó nếu có ai truy sát ta, ta cũng sẽ không lại cho bất cứ kẻ nào mặt mũi. Khương Phàm tản ra yêu hỏa luyện lô, phóng thích các cường giả Thái Sơ muốn bị đốt sống chết tươi ở bên trong. Nhưng 9 vị thánh linh, còn sót lại 5 vị, cường giả bán thánh thì toàn quân bị diệt. Chiến tích thảm liệt để vây xem cường giả không rét mà run, các thánh linh Thái Sơ may mắn còn sống sót lảo đảo lui lại, tức giận càng hoảng sợ, bọn hắn đều là thánh linh cao quý cường hãn, có được địa vị cực cao, vậy mà ở trước mặt Khương Phàm lại không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không phải Phật Đà ra tay, hôm nay bọn hắn đã có khả năng chết ở chỗ này. Chết! Đây là một chữ mà bọn hắn chưa từng nghĩ tới. Khương Phàm, mục đích ngươi ở lại thế giới mới là muốn khai chiến hoàng đạo. Hứa Như Lai giống như Phật Đà chuyển thế, toàn thân tản ra Phật quang trang trọng hùng vĩ, thanh âm như là mang theo một loại Phật tính kỳ diệu nào đó, để cho người ta không nhẫn nhịn nổi cũng phải thuộc về lại bình tĩnh. Trên mặt Khương Phàm tản ra nụ cười thản nhiên, hiện ra một vòng dữ tợn. Người đường đường là Phật Đà, vậy mà lại có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Ta tôn trọng ngươi là tôn trọng lý niệm bảo vệ của Phật Đạo, không phải bộ túi ra ngươi đây, mẹ kiếp, ta cho ngươi mặt mũi rồi. Khương Phàm đột nhiên quát mắng để đám tăng lữ sửng sốt một chút, cũng làm cho cường giả toàn trường hai mặt nhìn nhau. Giọng Khương Phàm nói to rõ như tiếng chuông đồng, quanh quẩn toàn trường. Là ta muốn khai chiến cùng Hoàng Đạo sao? Là thiên hạ hoàng đạo đều coi ta là thành kẻ thù, hẳn là người nên bị diệt trừ. Ta xử lý chuyện nhà, chẳng quản thí sự của các ngươi. Là hoàng đạo thiên hạ đều tham mộ vũ khí cùng tài nguyên của ta, giết chết ta xem như hiển lộ rõ ràng vốn liếng thực lực của bọn hắn. Từng kẻ đều là thổ phỉ lưu manh, không biết sống chết. Đều làm rõ ràng cho ta,
là hoàng đạo nhất định phải giết ta, không phải ta nhất định phải giết bọn hắn. Ta, chỉ là không sợ, ta, chỉ là không quen. Ai muốn làm bằng hữu cùng Khương Phàm ta làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, nếu ai dám đụng ta, ta đuổi tận giết tuyệt, không chút lưu tình. Khương Phàm nói xong, nhìn xung quanh toàn trường hoàng tộc hoàng đạo, cười lạnh hai tiếng. Từng kẻ đều tự kiềm chế bằng thân phận hoàng đạo, như bức hống to, còn miệt thị ta, săn giết ta, cướp đồ của ta. Ta nhổ vào. Kiếp trước ta lên trời chứng đạo, truy đuổi đế vị, ngoại trừ đế tộc ra, ai từng coi thường ta. Lão tổ tông của các ngươi đều từng là bại tướng dưới tay ta, tổ tiên các ngươi đều bị ta giết kêu cha gọi mẹ, chạy trốn đầy thiên khải, các ngươi còn muốn giết ta. Đầu bị chó gặm rồi sao? Mẹ nó đều chán sống hết rồi sao? Giết một con cự long, dọa đến các ngươi run rẩy toàn thân, làm thịt một hoàng chủ, kích thích các ngươi ngao ngao gọi bậy, nhìn tiện dạng các ngươi chưa thấy qua việc đời như thế này đây. Lần này ngôn ngữ có thể nói phách lối đến cực độ, kích thích những thiên kiêu đại ma cao ngạo kia thật sâu, nhưng câu nói, lên trời chứng đạo kia đã để bọn hắn ngậm miệng lại. Lên trời chứng đạo, ý vị xưng đế. Đưa mắt nhìn khắp Cửu Châu thập tam hải, trong hơn mấy ngàn vạn năm nay, hẳn là người duy nhất. Hắn thật bá đạo nhỉ. Tử Ngữ Yên nhẹ giọng nói nhỏ, hiếu kỳ quan sát đến nam tử ở xa xa kia. Khương Phàm sát ý bừng bừng, liệt diễm tuôn ra, tiếp tục cao điệu tuyên cáo. Hôm nay Khương Phàm ta để lời ở chỗ này, tại thế giới mới này, bất kỳ hoàng tộc hoàng đạo nào, gặp mặt ta lập tức cho thấy thái độ, nếu như không muốn là địch, ta tuyệt đối không khó xử. Nếu như không cho thấy thái độ, chính là khiêu chiến ta, Khương Phàm ta. Giết không tha. Nghe rõ cho ta, mặc kệ các ngươi có thân phận gì, có địa vị gì, mặc kệ ở bên ngoài phách lối như thế nào, bá đạo như thế nào, trở trước mặt Khương Phàm ta đây, nên giết tất sát. Nếu ai dám khiêu khích ta liền bước vào sinh tử bộ của ta. Mặc kệ sớm hay muộn, đều lấy tiện mệnh của các ngươi. Toàn thể hoàng tộc hoàng đạo đều cau chặt lông mày. Quá phách lối, quá cuồng ngạo. Còn cho thấy thái độ. Chẳng phải là muốn chủ động yếu thế, bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Khương Phàm ở chỗ này mắng đến sảng khoái, đại tặc nơi đó lại đang cùng Kim Vô Song đánh đến hừng hực khí thế. Kim quang ngút trời đến 3.000 trượng, hoàng kim chiến kích của Kim Vô Song tỏa ra tia sáng nhấp nháy, chém thẳng xuống, thanh thế kinh người, chiến kích triệt để thức tỉnh, cùng chiến hồn hoàng kim cộng minh, ánh sáng quá thịnh, làm cho nhật nguyệt chìm đi, sơn hà thất sắc, như là vạch phá thiên vũ, đánh ra thế công kinh khủng. Đại tặc khống chế 18 cái huyết phải thiên long, bộc phát ra quét ngang đại thế bát hoang khủng bố, như là 18 con thiên long bay lên không vọt lên, long uy cuồn cuộn lại cường hãn, cùng một chỗ vỗ cánh trùng thiên. Thương thương thương, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc như xuyên kim liệt thạch, 18 con thiên long cuồng mãnh vô địch, giống như là muốn xé nát hoàng kim chiến kích, mang cho Kim Vô Song áp bách mãnh liệt. Long văn trên trán đại tặc giống như là sống lại, quay quanh sừng rồng xuyên trời, phát ra tiếng long ngâm mát lạnh. Một loại chiến ý vô địch đánh rách tả tơi thiên vũ bộc phát, tại 18 con thiên long đẩy lui hoàng kim chiến kích hơi vài giây, sừng rồng lập tức bộc phát cường quang, đất trời sụp đổ. Càn khôn cấm cố, mê quang hồng mông xé rách chiến trường, đánh về phía Kim Vô Song. Kim Vô Song ớn lạnh toàn thân, nàng điên cuồng phóng thích mê quang màu vàng, hoắc loạn thiên địa, chống cự lại giam cầm, linh văn trên trán hừng hực như mặt trời, tuôn ra một đường trọng quyền hoàng kim, phóng thích trong nháy mắt, như là kéo ra huyết khí cùng hồn khí toàn thân nàng, càng như có đại dương năng lượng hoàng kim. Ầm ầm, hai loại ánh sáng tuyệt sát bộc phát, cường quang mạnh mẽ, năng lượng cuồn cuộn. Thế giới vặn vẹo sụp đổ giống như thanh thế tuyệt vọng. Không đợi năng lượng tản ra, Kim Vô Song và đại tặc lại lần nữa giết tới cùng một chỗ. Mặc dù Kim Vô Song là nữ tử nhưng lại có cuồng tính bá đạo, toàn thân bao trùm kim giáp, cuồng lực cuồn cuộn, kim quang vô biên, căn bản không có bất cứ ý lùi bước nào, nàng điên cuồng cùng đại tặc giết đến dã man. Đại tặc càng không lùi bước, thậm chí kích tình bành trướng, tùy ý múa bút thực lực của mình, còn khoe khoang truyền thừa của mình. Từng tiếng long ngâm vang động núi sông, hùng vĩ mà rung động. Đảo mắt lại là hơn trăm hiệp va chạm, Kim Vô Song bắt đầu nôn nóng, là thiên kiêu bất bại trong đời mới tại Thái Sơ Đại Lục. Từ khi nàng thức tỉnh linh văn liền lấy tư thái miệt thị thiên hạ nhanh chóng trưởng thành, không chỉ có thiên phủ xem nàng như làm thần tử mà bồi dưỡng, ngay cả đế tộc đều ký thác kỳ vọng đối với nàng, hy vọng có thể trong lúc hoàng kim thần tôn tại thế đó,
tạo ra vị thần linh thiên phủ thứ hai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.